Thì thôi bây giờ vậy là tôi tạm hao. Kỳ tới chúng ta trả lại nữa. Thì tôi yêu cầu quý vị về phải nghiền ngẫm trong bài kinh 66 này. Thấy không? Thì như chúng ta có mỗi người có tấm này hết rồi, chúng ta bỏ túi đem theo. Khi nào ở đâu mà rỗi rảnh buồn buồn đó lật ra coi. Chứ tôi biết quý vị giờ làm biếng lắm. Nam nữ chính tôi cũng làm biếng, tôi không tinh tấn như hồi xưa đâu. Hồi xưa tôi ngồi thiền suốt đêm 12 giờ tôi ngồi tới sáng, bây giờ không có vụ đó nữa. Không khí nó ô trược, thức dậy nó bãi quải, nó khó chịu. Mỗi lần tôi ngủ chừng một tiếng, nửa tiếng là tôi thức dậy nó sảng khoái vô cùng. Tôi bắt kiết già là tôi vô thiền định liền. Còn bây giờ bắt kiết già là nó nhập ngũ thiền, nó gục lên xuống. Thì tôi biết rồi. Vô ăn uống, mà bây giờ ăn uống cái gì bây giờ? Cái gì không để phân hóa học? Trừ ra trồng ở tỉnh xá này thôi. Mà tỉnh xá nếu không để phân hóa học thì nó lại không lớn. Nó eo ọt. Rồi bây giờ lại sâu rầy gì cái đống sư phải làm lưới làm gì nữa. Mà mấy ông sư công quả bây giờ lại lười biếng nữa. Vì không như hồi xưa không khí đâu, mấy ông cũng bực mình. Mấy ông cũng là khó chịu. Cũng giống như mình nữa, không muốn hoạt động gì hết. Con người bây giờ không muốn hoạt động gì hết. Nó ngày ngật ở trong người, nó bãi quải, nó khó chịu, muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì. Muốn liều mạng à. Không phải tôi nói quý vị mà cả tôi cũng liều mạng. Nhiều khi bệnh quá rồi tôi kệ cha nó đi tới đâu nó đi. Quá rồi vô lò thiêu thôi. Không muốn hoạt động nữa, sức khỏe đâu mà hoạt động. Nó bãi quải thức dậy nó ngày ngật đủ thứ. Tôi 1 giờ mấy là tôi thức rồi, thức có nhiều khi thức mà thức không nổi. Chứ hồi xưa 12 giờ là tôi thức tôi ngồi luôn tới 8, 9 giờ sáng. Bây giờ làm gì có vụ đó. Tôi biết là cái cuộc đời này càng ngày càng xuống dốc. Không khí bây giờ ô nhiễm. Mà không phải Việt Nam, các nơi đều vậy hết. Cho nó Ấn Độ mà xuống tới mấy độ, dưới độ C chết mấy ngàn người, có người nói chết cả triệu người. Ấn Độ đó giờ chưa từng xuống như vậy, chưa từng lạnh như vậy. Ở Việt Nam mình mà xuống chừng 2 3 độ là chết cả mấy triệu người. Ở đó giờ mình có từng lạnh đâu, đâu có chuẩn bị cái gì. Mà cái cơ thể không có thích nghi được. Mà nó xuống một cách đột ngột thì chết còn cả triệu người. Nhất là miền Nam mình. Có bây giờ mình xuống gần 20, 18 hay 15 độ mà rút xuống cái còn 3, 4 độ là chết liền. Nhất là mấy ông già như tôi là mấy mấy tuổi trẻ. Còn mấy người trung niên thì họ mạnh, họ có thể lướt qua. Họ có chất đề kháng họ mạnh. Thì thôi đa số là chúng ta nên nhớ cái cuộc sống bây giờ nó ngắn ngủi lắm. Chúng ta có thể thở ra rồi không hít vô được. Thì bây giờ vậy cái không khí là quan trọng nhất. Mà không khí bây giờ ô nhiễm. Thế giới nó la làng, nhất là ở Mỹ. Mấy cái cơ quan sản xuất rất nhiều. Sản xuất vô đồ vật tràn lan. Rồi bán không chạy. Rồi mua một bán một. Hạ giá là giá sốc giá gì đó mà tôi không biết tiếng sốc là cái gì. Bây giờ mình đi mua sắm mình thấy đồ mặc rẻ quá trời quá đất. Mua về rồi đâu có xài, không lẽ mình mặc lần 10 mấy bộ đồ. Rồi đồ giờ nó bán rẻ mặc. Đồng hồ bây giờ cân ký lô bán. Rồi mình đi ra mấy cái tiệm mà nó trưng bày mình thấy đẹp quá là phải móc túi mua. Rồi mua về làm đầu tắt mặt tối còn hơn cháu bò nữa. Đặng có tiền mà mua sắm. Rồi mấy người Việt kiều bây giờ không dám về Việt Nam nữa. Tại sao vậy? Vì không có tiền dư. Về bà con lối xóm anh em nghe nói Việt kiều ai cũng lợi sinh hết. Rồi bây giờ thất nghiệp, đâu có tiền mà để về đây người ta xin rồi. Ông lẽ nói tôi không có tiền. Hồi xưa thì được. Bây giờ mấy cái xí nghiệp lớn bệnh nó phá sản hết. Tức là sập rệm luôn. Chúng ta thấy bây giờ cái thế giới này vậy đang SOS, đang kêu cứu. Kêu cứu đủ mặt hết. Rồi bây giờ kinh tế là quan trọng nhất. Kinh tế là gì? Là tiền bạc. Có tiền được mua tiên, mua Phật. Có tiền thì là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của ông già, là cái đà của cuộc sống. Thì ta đừng nói vậy. Thành ra chúng ta thấy bây giờ cuộc đời nó quá xa đọa.
Bây giờ phải làm sao? Thì Đức Phật đã nói mấy ngàn năm trước rồi, phải ít muốn biết đủ mà làm được hay không. Bây giờ tôi cúp điện cúp nước mà cái coi, chúng ta la trời. Hồi xưa không có điện không có nước mình sống làm sao? Sốc nhắn, bởi vì nó quen. Cái tập là cái khổ, khổ là do tập, là do cái thói quen. Mà mấy không ái mai để kiếm, giờ thử cúp điện cúp nước chừng 7 ngày, một đêm một ngày thôi chúng ta thấy cũng chết rồi. Nhưng mà nếu tiếp tục chừng nửa tháng, một tháng rồi cũng quen. Mà chịu nổi hay không? Mà Việt Nam là còn dễ, bên Mỹ mà cúp một cái là ra ngoài đường ngồi hết, không ai ở trong nhà. Vì sao? Vì khủng bố. Nó đủ thứ đau khổ hết đó. Thành ra chúng ta phải làm sao đừng có cái thói quen, mà làm sao đừng có được. Cuộc sống là tập, khổ là do tập. Mà cái thói quen thì phải làm sao dứt nó, mà làm sao dứt thì qua cái thói quen tốt hơn. Thói quen tốt hơn cũng là một sự tốt cục. Thành ra cái tôi mới đây muốn giảng là giảng theo đạo Phật. Cái thói quen là do cái gì? Không thể dứt cái thói quen được, có thể thay thế thói quen này bằng cái thói quen tốt hơn. Mà thói quen xấu thì trói cột vào cảnh giới xấu, mà thói quen tốt thì trói cột vào cảnh giới tốt, cũng là trói cột. Bây giờ làm sao dứt tất cả mọi thói quen, mà làm sao thì lại lọt vào cái làm sao là một cái thói quen khác nữa. Mà cái chỗ này mà 62 tôn giáo thời Phật Thích Ca là không tìm ra con đường giải thoát, có thể thay thế con đường giải thoát, mà thay thế thì đâu phải là giải thoát. Giải thoát không thể thay thế được, chỉ có thấy rõ cái trói cột này. Mà làm sao để thấy rõ, mà làm sao thì lại lọt vào một cái thế tư tưởng mới nữa. Mà nếu không làm sao thì mình sống theo cái cũ thì cũng vào trói cột thôi. Mà nếu làm sao thì đặt cái câu hỏi này lọt vào thế tư tưởng nữa. Thành ra cái tư tưởng là cái khó nhất để giải thoát. Để mà nguyên nhân của luân hồi sanh tử khổ là do tư tưởng. Mà cái tập quán của chúng ta quen là chấp nhận tư tưởng. Rồi tư tưởng là gì? Là vấn đề. Tư tưởng là gì? Là vô minh. Do lờ mờ mới khởi ra vấn đề. Gặp con khúc cây nằm ở giữa đường, vì tối trời tối lờ mờ, bây giờ mới có vấn đề. Không biết nó là con rắn, hay nó là khúc cây, hay là nó là cái gì. Thì bây giờ phải tìm đủ cách để làm sáng tỏ nó. Cách nào cũng là dối gạt thôi. Tìm cái đèn, tìm khúc cây lại đập nó la làng, hoặc là như thế nào, đủ pháp môn hết. Pháp môn nào cũng là giả dối, mà không biết cái chỗ đó. Pháp môn tôi cao hơn nha. Pháp môn tôi là chánh đạo Phật á. Pháp môn tứ niệm xứ là con đường duy nhất, chính Phật đã nói. Pháp môn tịnh độ là thời mạt pháp này đủ ba cơ ba căn. Rồi pháp môn thiền tông là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, dứt bỏ chân là kinh sách. Ai cũng cho pháp môn mình là tốt, mà pháp môn nào cũng bị dối gạt hết. Cái khó khăn chúng ta ở chỗ đó, nghĩa là chúng ta đừng có chấp nhận tư tưởng. Mà không chấp nhận tư tưởng cũng là một thế của tư tưởng, mà chấp nhận để cải sửa cũng kẹt vào cái cải sửa, cũng là tư tưởng. Mà chúng ta quên rằng Đức Phật mới thấy cái chỗ sai lầm đó, mới bắt đầu thuyết bài kinh Sư Tử Đống, là hôm nay phải thấy rõ cái diễn biến của tư tưởng, chứ không phải là chấp nhận, không phải là bác bỏ. Mà tư tưởng từ đâu mà có? Cái gì làm sanh ra tư tưởng? Thì trong bài kinh 66 này tôi muốn trả lời câu hỏi đó, là cái gốc mà lơ mơ tôi đưa ra cái bẫy bị lọt vào đó nữa. Bởi cái tập khí của mình, cái tư tưởng mình đã quen rồi, tôi đưa ra những cái ba cái bài đó trả lời tư tưởng bát nhã, là tôi đặt cái bẫy ở trong đó. Ừ, quý vị khoái lắm, đưa cái bẫy rồi thì chui vô đó, giống như con chuột của mình, thả nó ra đặt cái lồng nó dính nữa, thả ra đặt cái lồng nó dính nữa. Cái thói quen nó đã vậy rồi, dứt được cái tập khí là khó. Tập khí không phải là dứt, cái tư tưởng không phải là dứt, dứt thì là một cái tư tưởng khác.
mà là thấy rõ tư tưởng. Mà tư tưởng chừng nào nó mới phát hiện. Cái chỗ đó là chừng tìm cái nguyên gốc của tư tưởng, làm cái nguồn gốc của tư tưởng. Thì tư tưởng bài kinh sáu tháng này, tư tưởng phát sinh là do căn tiếp xúc với trần, thì phát hiện ra cảm giác rồi mới tư tưởng, mới phát hiện từ đây mới có cái vấn đề, mới có sự đau khổ. Như vậy thì nguồn gốc là do căn với trần với thức, rồi cảm giác phát sanh cũng chưa có tư tưởng đâu. Bây giờ tư tưởng mới phân biệt là tại sao mình dễ chịu, tại sao mình khó chịu. Bây giờ muốn không muốn giữ cái dễ chịu thì phải làm như thế nào, tư tưởng bắt đầu. Rồi muốn diệt cái khó chịu này phải làm như thế nào, có tư tưởng, có vấn đề dài dài. Thế giới bây giờ đang nằm ở trong đó. Không những thế giới mà cả mỗi người chúng ta cũng đang nằm trong đó. Bây giờ làm sao mà chấm dứt thì làm sao nó kẹt nữa. Thì mình biết là tư tưởng do căn tiếp xúc với trần mới phát hiện ra thức. Khi thấy rõ là thấy làm sao? Nhất là phải thấy căn, thấy trần, thấy thức, thấy xúc rồi mới có thọ, có ái. Thì quý vị coi trong đó để rồi quý vị phải tìm hiểu. Thì tôi đã giảng từ cái gốc rồi. Cái căn là sinh lý, cái trần là vật lý. Thì cái trần nó quan trọng hơn, bởi vì nó là địa ngục vô gián. Rồi khi nó tiến quá mới lên cái sinh lý là địa ngục hữu gián. Hữu gián là có sự sống, vô gián là không có sự sống, không có chết luôn. Rồi khi hai cái này nó tiếp xúc với nhau thì nó mới có nhận thức là cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, lờ mờ của ngạ quỷ. Rồi súc sanh mới dùng cái tư tưởng lờ mờ của nó mới cải sửa theo cái bản năng. Nhưng mà chưa có vấn đề đâu. Vấn đề là từ cái ý chí mà có vấn đề. Ý chí mới làm cho rõ tất cả sự vật này. Nhưng mà muốn giải quyết thì chúng ta phải quyết từ cái đầu. Giờ tôi hỏi quý vị không? Cái trần, cái vật lý từ đâu mà có? Thôi tôi giảng sơ vậy thôi. Quý vị phải tìm ngay trong cuộc sống của mình. Vật lý thì có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là cái địa ngục vô gián, cái nguyên nhân đầu tiên của tư tưởng. Mà nó từ đâu mà có? Thì cái đó quý vị phải tự mình tìm lấy ngay trong cuộc sống này. Nên tôi đặt cái bẫy để quý vị học rồi trả bài, rồi cuối cùng tôi mới giảng những cái đó. Nhưng mà tôi chưa đắc quả nha. Tôi thấy rồi, nhưng mà trước sau thì tôi cũng phải đi con đường đắc quả thôi. Còn nếu không mà Phật thì tôi là ma. Tôi nói vậy thôi, đánh cái gián bài cuối cùng thôi. Thành ra muốn quý vị muốn đi vào đó là tôi phải bắt quý vị khó khăn. Bởi vì tôi cũng đã cực khổ, mà nếu không cực khổ là không làm được cái gì hết. Cái luân hồi sanh tử của mình là vô lượng kiếp rồi. Bây giờ mình phải thấy rõ. Mà thấy rõ cái gì? Phải thấy rõ tư tưởng. Thấy rõ tư tưởng rồi mình không có vấn đề chấp nhận, mà không có vấn đề bãi bỏ. Mà chúng ta nói tư tưởng là kẹt, tư tưởng từ đâu mà có? Thì phải căn tiếp xúc với trần thì mới có thức, rồi mới có cảm giác, rồi mới có tư tưởng. Nhưng mà cái nào là quan trọng? Thì tất nhiên phải trần trước rồi mới tiến lên căn. Mà trần từ đâu mà có? Kinh chỉ nói vậy thôi. Thì chúng ta hiểu trần rồi là chúng ta hiểu căn. Mà hiểu căn thì là hiểu thức thì bắt đầu hiểu hết cái tư tưởng. Thì quý vị nhìn coi nó ở đâu? Nó ngay trước mặt mình không? Nhưng mà nó phát hiện bằng cách nào mới được? Thôi đại khái là vậy ha, quý vị về tìm lấy. Cái này là mỗi người phải tự mình thực chứng, phải tự mình quyết định cái số phận lang thang vô lượng kiếp của mình. Mà nếu mình chịu làm hoài, làm mãi, gõ mãi thì cửa sẽ mở. Mà dám gõ mãi hay không? Cái đó là do quý vị với tôi thôi à, tôi chịu rồi. Nếu mình té rồi, mình té 100 lần mà ngồi dậy 101 lần thì con người là có thể đi tới giải thoát. Còn quý vị té là quý vị nằm dạ liền thì tôi đầu hàng thôi. Đa số quý vị giờ nằm dạ. Hãy khen thì mừng lắm. Còn hãy chê một cái là không chịu quá. Thấy không? Thì thôi bây giờ chúng ta
bắt đầu tôi thì hết hết giờ rồi, thế tôi giảng hồi là tôi đi tuốt lúc của tôi nữa, quý vị không nói được cái gì hết, như tôi nói bữa nào tôi cũng dành tôi nói hết, không có để tụi con cái gì hết. Thì thôi giờ tới quý vị, bây giờ tôi kêu ha, kêu một số gạo cội thôi, còn một số chưa trả thì khi khác, để tôi biết cái trình độ và có thể giao cho quý vị một số chúng để giúp đỡ người sơ cơ. Chứ tôi thấy bây giờ quý vị cũng nương vào ông Tiền Khánh thì quý vị có thể, ổng thì có thể ổng đi sâu được đó, ổng nhớ được, còn quý vị là không ít trợ vậy, nghe lỗ tai này chạy qua lỗ tai bên kia. Quý vị phải có một sự đầm pháp đàn, có một sự học hỏi thẳng với ông, theo hỏi những cái khó khăn với ông vào trong đó, còn ông trả lời như thế nào, và ông có thể hỏi lại mình rồi cái trình độ mình như thế nào mà trình bày đó, thì lúc đó là ai lại ra nói, ai lại ra, không có bài bản gì nữa, không có sách giấy, không có gì bỏ ra ngoài hết, đối đáp giữa hai người. Thành ra bên Thiền Tông rất hay cái đó, một đệ tử muốn hạ sơn ông thầy phải kêu lại trình bày cái công án mà mình đã tham thiền. Mà bên đó thì độc đáo à, nói mà chặt một cái là ông bộp tay ông quất cho mấy hèo, bởi vì cái lời nói mà mình trả lời mình nghe rồi mình còn suy nghĩ là ông đập liền, nghe là phải trả lời liền, như cái gương mà nó nhận sự vật là nó phản chiếu trả lời liền chứ không có một suất nghĩ gì, cái trực giác nó khác với cái tư tưởng. Phải là con liên trà nó thường thích cái chỗ đó, một phút nghĩ suy là mây bay ngàn dặm. Nó hỏi cái cô đó, cô gì đó, chị trả lời liền thì trả lời liền chứ chị đừng suy nghĩ, một phút nghĩ suy mây bay ngàn dặm. Nó nói không biết nó hiểu cái gì không, tôi đứng đâu nghe nó nói chuyện tôi tức cười, nói người hỏi được quá trời đó. Thì cái trực giác đó là giữa thầy với trò, cũng như quyền giác đó, huệ năng gặp quyền giác thì quyền giác đưa ra huệ năng trả lời liền chứ không có suy nghĩ, không có pháp môn. Huệ năng dí là quyền giác trả lời liền chứ không có suy nghĩ. Thì Đức Sơn mà lên gặp bà lão của vậy, hỏi là đại đức nói điểm tâm mà quá khứ không có, hiện tại không có, vị lai không có, thì đứng cái tâm nào? Cái câu này chưa từng gặp. Thì Đức Sơn lấy làm chớ giới suy nghĩ, ông nói đại đức hiểu thì trả lời liền, không hiểu thì ra khỏi đây. Chút hiểu đại đức suy nghĩ ra mấy mấy ngàn dặm. Rồi lên tới Long Đàm cũng vậy, Long Đàm nói ở đây tôi không thấy, nghe nó có đầm có rồng mà không thấy đầm, không thấy rồng. Thì Long Đàm mới nói mù mắt ngươi đi, không thấy tức thấy, thấy tức thấy tất cả, thấy tức là không thấy mà không thấy tức thấy tất cả. Rồi ông kia mới chớ giới suy nghĩ, ông đập cho ba cây phướng đi, ông hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, chứ đừng có mà đứng đó mà ngớ ngẩn. Thì cái trực giác nó là vậy, thế mà nhận một cái là phản ra liền, nghĩa là cái lặng lẽ nó đã thâm sâu vào trong ái lại gia rồi. Rồi tới lần thứ ba ông mới ngộ đấy, ở ngoài tối thui con không thấy đường đi, con nó thấy đường để đốt đèn, đốt đèn thường đưa tay cầm cái đèn phải có phục tặc, thì có đèn cũng thấy mà không đèn cũng thấy, con nói có đèn mới thấy, không đèn không thấy thì kẹt, mà cái này hiểu là hiểu liền, còn hiểu thì tối. Thôi bây giờ tới quý vị, để tôi nói hồi nữa là tiêu cái dài nữa. Bây giờ Mô Phật, bạch sư con thiện kiến, con xin trình bày về ba câu hỏi, ba cái vấn đề vừa nêu trên mà sư đã trình bày pháp hội. Thì trước tiên á, đi vào phần cái giữa cái huệ năng và quyền giác, thì con cũng xin trình bày một cái số ý kiến ở trong cái phần đối đáp giữa hai vị huệ năng và quyền giác. Thì đầu tiên á, khi quyền giác đến gặp huệ năng để tìm một cái sự ấn chứng giữa thánh và thánh, đây là cái trường hợp mà quyền giác đã tỏ ngộ nhưng mà không biết ai ấn chứng cho mình để mà cho mình biết mình là đắc quả. Thì sau khi nghe Tổ Huệ Năng á, thì Ngài đến
Tổ Huệ Năng thì trước tiên ngài đến thì thấy muốn tìm hiểu coi Huệ Năng tu có pháp môn hay không. Thì sau khi trình bày giữa Quyền Giác với Tổ Huệ Năng thì thấy ngài tu không có pháp môn. Từ đó Quyền Giác mới thấy rằng đây là cái chỗ đạo Phật mình đã tìm đúng. Khi mà Quyền Giác đã gặp Huệ Năng rồi thì đôi bên đã thấu đáo với nhau. Thì sau một thời gian ở với Huệ Năng thì Quyền Giác xin về. Đây là cái chỗ mấu chốt của mà giữa Quyền Giác và Huệ Năng. Khi mà xin về á thì Huệ Năng muốn thử coi có thực sự Quyền Giác đã chứng đắc hay chưa, hay là chỉ hiểu trên vấn đề danh từ. Từ đó Huệ Năng đưa ra một cái câu về chống thế sao. Đây là một cái câu đi vào lãnh vực của thân. Thì Quyền Giác, tâm của Quyền Giác cũng như là kiến chiếu hình, khi mà cái câu về chống thế sao thì phản ánh lên tâm của Quyền Giác, thì Quyền Giác ngay lúc đó liền trả lời: vốn mình chẳng động, há có chống với chày. Từ cái câu này thì Huệ Năng đánh vô thóc vô một cái câu về cảm giác. Ai biết mình chẳng động? Thì tâm của Quyền Giác giống như kính chiếu hình, thành ra đưa vào câu ai biết mình chẳng động thì phản ánh lại là tại vì nhân giả sanh tâm phân biệt. Đó là một cái câu của về cảm giác. Mà chúng ta thì thường cái câu này ta cũng không biết tại sao mà cảm giác. Nhưng mà thấy rõ ràng là khi mà Huệ Năng mới trình bày, mới hỏi ông, cũng như ông đi thì tôi biết ông là động đó. Nhưng mà khi ông ngồi, mà sao biết ngồi nhập vô cảm giác, làm sao biết ông động không động? Thành ra Quyền Giác trả lời câu này: tại nhân giả sanh tâm phân biệt. Thì con thấy chỗ này thuộc về cảm giác. Qua cái phần thứ ba thì Huệ Năng nói: ông thật là thấu ý vô sanh. Thì Quyền Giác cũng ngay lúc cái tâm mình như vậy á thì đưa về cái tư tưởng. Thì Quyền Giác trả lời ngay lúc đó: vô sanh há có ý sao? Nghĩa là cái chỗ sanh khởi của tư tưởng á, mà ông thấu đáo được cái sanh khởi của tư tưởng, vậy là ông quá quá giỏi. Thì ông nói: tôi tâm tôi như kính chiếu hình vậy, không có vấn đề thấu không thấu vậy. Thì tất cả hiện lên trong tâm tôi như thế nào thì tôi nhận như thế đấy. Thì qua câu thứ tư là: không có ý thì ai phân biệt đây? Cái câu này nó chết lại cái phần cuối cùng. Thực sự là ông có thấu đáo hay không? Thì ông nói, Quyền Giác cũng nói: phân biệt thì có nhưng chẳng phải là ý. Thì cho thấy rằng cái tâm của Quyền Giác lúc nào cũng đứng lặng. Thành ra tất cả những sát thân, cảm giác, tư tưởng hiện lên thì phản ánh như thế nào thì tâm Quyền Giác nhận ngay như thế nấy, không có một cái vọng động gì hết. Thì từ cái câu này mới có ba cái phân biệt. Thứ nhất á là về tư tưởng thì chúng ta có hai câu phân biệt về kế đạt phân biệt và tùy niệm phân biệt. Còn về bát nhã thì có câu là tự tánh phân biệt. Như vậy kế đạt phân biệt là cái gì?
Tự tùy niệm phân biệt là cái gì? Rồi tự tánh phân biệt ở đâu? Thì để trả lời cái phần này, chúng ta thấy kế đạt phân biệt đây là đứng về cái phương diện ngũ câu. Khi mắt ta nhìn về cái sắc trần ở bên ngoài thì có cái nhãn thức, rồi có nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Đây là trường hợp của kế đạt phân biệt. Thì như vậy tự tánh phân biệt ở đâu mà có? Thì tự tánh phân biệt này cũng ngay ở trên kế đạt phân biệt. Nghĩa là ngay căn xúc đối với trần phát hiện ra thức như thế nào thì nhận như thế nấy. Thì đây cũng là tự tánh phân biệt. Cái phần thứ hai, căn xúc đối với trần có tác ý, có cảm giác, có tư tưởng. Tư tưởng làm cái nền móng thôi thúc cho cảm giác tăng trưởng, thì tự tánh phân biệt cũng nhận ngay trên cái dòng, trên cái dòng mà của ngũ câu biến chuyển như thế nào. Thì cái tự tánh phân biệt nhận ngay trên cái dòng biến chuyển của tư tưởng trên ngũ câu như thế nào thì nhận như thế nấy. Còn nếu chúng ta chạy theo sự vật, khi mà căn xúc đối với trần tập trung lại để có cảm giác tư tưởng, rồi nhận định cảm giác tư tưởng này, rồi lấy cái tư tưởng để tạo dựng ra cái kinh nghiệm, rồi quân tập vào trong ai là gia, nghĩa là chiếm hữu sự vật, chạy theo sự vật để chiếm hữu sự vật, thì đây thuộc về tư tưởng. Chúng ta thấy tư tưởng thì chưa dối tới bát nhã, nhưng mà bát nhã bao trùm tư tưởng. Ngay trong cái tư tưởng này nhận ngay cái bát nhã, chứ không nhận ngay đâu hết. Còn phần thứ hai là phần tùy niệm phân biệt. Thì bây giờ đây là của độc đầu ý thức, khi ngồi nhớ nghĩ lại thì cũng do căn xúc đối với trần mới có cái ý căn pháp trần ý thức. Thì ở đây nhận cái ngay trong cái căn xúc đối với trần ý thức như thế nào, nhận ngay như thế nấy. Còn á, thấy diễn trình này như thế nào cũng nhận như thế nấy. Còn nếu chúng ta chạy theo cái diễn trình này để tạo dựng một cái kinh nghiệm, tạo ra một cái sự, để có một cái kinh nghiệm sâu sắc hơn, chiếm hữu sự vật tốt hơn, thì ở đây kêu là tư tưởng. Như vậy, để kết luận của phần câu thứ nhất thì chúng ta thấy tư tưởng thì lúc nào cũng chạy theo sự vật, nương theo tiến trình của ngũ câu và độc đầu, thì tư tưởng phát hiện chạy theo sự vật để chiếm hữu sự vật, làm cái nền móng cho cái nghiệp. Còn bát nhã thì gì, ở đâu? Nằm ngay trên cái ngũ câu, nằm ngay trên cái độc đầu, nhận thấy cái diễn trình của ngũ câu, nhận thấy diễn trình của độc đầu như thế nào, thì đây là tự tánh phân biệt của bát nhã, hay là nói là bát nhã. Đó là phần câu thứ nhất. Phần câu thứ hai, giữa vua Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì trước khi đi vào phần câu thứ hai thì chúng ta phải xét lại vua Lương Võ Đế là một người có tiền bạc đầy đủ, có quyền lực để mà đủ tất cả các điều kiện mà quyền lực và tiền bạc. Thành ra khi ông đi vào trong cái độ tăng hai cái chùa thì ông thấy rất là bình thường. Bởi vì đây là tiền sẵn có, quyền lực sẵn có, muốn cái gì cũng thực hiện rất dễ. Thì từ chỗ này ông mới thấy rằng á, dường như mình làm cái gì mình cũng không dính mắc vào cái đó. Mình thấy tự nhiên không có cái gì mà dính mắc vô đó. Từ chỗ đó khi mà gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến thì ông mới liền đưa ra cái vấn đề này để xem tổ ấn chứng ông là thánh hay không. Thì khi mà đi gặp tổ rồi, tổ bác cái đó là phát là chỉ là phước báo nhân tiên hữu lậu mà thôi. Từ đó ông chớ giới.
với cái việc làm của mình đó, mà mình thấy mình không dính mắc, mà tại sao bây giờ tổ bác bỏ? Ông đưa ra cái ý nghĩ, bây giờ thánh như tôi cũng biết là thánh là người không dính mắc, phàm là người không dính mắc, như vậy có phải hay không? Tổ nào không có thánh phàm gì hết, bác luôn câu hỏi này. Mục đích của ngài á là bác cho là nhà vua rơi rụng những cái bám víu vào trong cái sự hiểu biết, rơi rụng vào sự bám víu vào mờ trời, vào trong việc làm. Mà ngài là người có thức sáng, mặc dầu á đó là ngài là người có thức sáng do ngài là nhà vua, từ đó là tổ mới thẳng thừng bác bỏ để ngài ngộ. Nhưng mà ngài không ngộ, khi mà ngài không ngộ rồi tức quá, ai đứng trước mặt trẫm, nghĩa là ai cũng công nhận ông là thánh hết trơn á, như vậy ông có phải thánh không? Tổ nó không biết. Thì từ cái chỗ này á, tổ mới thấy rằng nhà vua không độ được. Tại sao vậy? Tại vì nhà vua lầm tưởng rằng những cái việc làm, những cái hiểu biết của mình là thánh. Nhưng mà thực sự dầu hiểu biết đến đâu, dầu dầu hiểu biết rộng cho tới đâu, dầu việc làm mà có lớn lao đến mấy thì vẫn là tư tưởng. Trừ khi nào mình ngộ được chân lý Bát Nhã, nhận ngay trong cái Bát Nhã, nhận ngay trong cái việc làm, nhận ngay trong cái hiểu biết này, cái Bát Nhã bao trùm cái hiểu biết và cái việc làm này, thì nếu mình nhận được vậy á, thì là chỉ đó mới là thánh thôi. Do đó tổ thấy dầu nói thế nào đi nữa nhà vua cũng không có hiểu được, do đó bỏ ra đi. Thì chúng ta thấy á, qua cái việc này á, là do cái sự lầm nhận của nhà vua cho tư tưởng là Bát Nhã, chứ không ngờ rằng Bát Nhã bao trùm tư tưởng, nhưng mà tư tưởng không dối đến Bát Nhã. Qua cái phần câu thứ ba là 700 xe, thì đây là giữa cái Xá Lợi Phất và Phú Lâu Na, thì để cho thấy rằng á, có khi mà Xá Lợi Phất gặp Phú Lâu Na mới hỏi giới có phải là cứu cánh đưa đến Niết Bàn hay không, thì Phú Lâu Na trả lời rồi tới tâm có phải không, thì tới kiến, rồi tới đoạn nghi, rồi tới đạo phi đạo, tri kiến thanh tịnh, rồi đạo tri kiến thanh tịnh, rồi tri kiến thanh tịnh vô thủ trước bát Niết Bàn. Đây là tám cái tám, thực ra 700 xe, nhưng mà đây để đưa đến là tám tám để đi vào trong cái vào cái dụng luôn. Thì qua ba cái phần trên, giới thanh tịnh, giới rồi tâm thanh tịnh, rồi kiến thanh tịnh, ở đây á, là chúng ta thấy đây là phương pháp tu học của tư tưởng có thăng hoa từ thấp đến cao để tiến hóa. Thì chúng ta thấy tư tưởng thì lúc nào cũng có vấn đề, có mục đích, có thăng hoa, có cải sửa. Mục đích để làm cái gì? Thức trong sáng. Nhưng mà trong sáng, thực ra trong sáng cũng là cái điều kiện, chứ không phải trong sáng là nhận Bát Nhã. Bát Nhã là nhận, không nhận thì thôi, chứ không phải trong sáng. Nhưng mà nếu không có trong sáng thì không nhận được. Do đó khi mà nhờ ba cái vấn đề trên, nhưng mà thực ra nói nhờ nhưng mà không có nhờ gì hết trơn. Đây là cái điều, cái mà mình nhận được thì nhận. Thành ra khi mà đoạn nghi thanh tịnh là nhận được Phật tánh, thì bây giờ mới chiếu kiến bốn đường ác, rồi thấy được chiếu kiến qua là người trời dục giới, rồi chiếu kiến qua trời sắc giới, rồi đi vô tới là trời vô sắc giới. Thì bây giờ mới thấy rằng từ cái sự chiếu kiến này thì thấy tất cả sự vật chỉ là cái gì, cảm giác là cái gì. Thực ra cảm giác á thuộc là vọng tình, khi chiếu kiến thì nó mất, còn vọng tưởng thì chiếu kiến thì không không mất. Thì chiếu kiến
Như vậy thì thấy tất cả cái gì? Sự vật chỉ là hào quang kết tụ lại mà thành mà thôi. Do chuyển biến chậm lại, hào quang kết tụ lại thành, hào quang chuyển biến dường như thấy có sự vật. Chứ thực ra tất cả các sự vật đều là chỉ hào quang mà thôi. Từ chỗ đó chúng ta mới thấy đi vào trong, khi mà tri kiến thanh tịnh thì đắc quả A-la-hán, thì thấy toàn thể cái sự vật chỉ là hào quang. Mà là hào quang á, thì các ngài mới thấy rằng tất cả chỉ là quyển hóa. Cái pháp giới này được tạo dựng bởi hào quang. Mà hào quang á, thì là không có thật, chỉ do sự mê mờ mà mình thấy nó chuyển biến chậm lại. Do đó từ đó các ngài mới mạnh dạn đi vào trong chúng sanh để mà giáo hóa chúng sanh, đi vào vô thủ trước bát niết bàn, nghĩa là giáo hóa một chúng sanh đến vô lượng chúng sanh, một cõi đến vô lượng cõi thì thành Phật. Qua cái câu chuyện thứ ba cho chúng ta thấy rằng là mặc dầu thấy có thứ lớp tu tập, nhưng đây chỉ là một cái diễn trình của tâm thức của chúng ta nhận lại được liên tục hay không liên tục. Nhận lại liên tục, càng liên tục thì sự vật càng hiển bày nó chỉ là hào quang mà thôi. Thì qua ba câu chuyện trên để đúc kết lại, chúng ta thấy tư tưởng là gì? Tư tưởng lúc nào cũng có vấn đề, chạy theo sự vật để chiếm hữu sự vật. Còn bát nhã là gì? Bát nhã nhận ngay trên tư tưởng, diễn biến của nó vào trong con người chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải quay lại con người chúng ta, thấy diễn biến của nó trên ngay tâm thức của chúng ta bằng cái diễn trình của ngũ câu và độc đầu. Thì thấy cái diễn trình này như thế nào thì nhận như thế nấy. Thì đấy là bát nhã. Thì qua ba câu chuyện trên, con chỉ đúc kết lại: tư tưởng thì chạy theo sự vật, nắm bắt sự vật. Bát nhã trở với mình, diễn biến của tâm mình, nhận ngay trên diễn biến này, thì đây là của A-la-hán. Tùy thuận ngay trên ngũ câu và độc đầu này, thì đây là của ba bậc Tam Tôn. Mô Phật, Bạch Sư con xin hết. Mô Phật, thì tới đây cũng hết giờ. Thì tóm lại, tôi thấy đa số trả lời rất hay, nhưng có một số là chắc còn số nhiều, số mới đó, chắc cũng chả biết gì đâu. Vì cái Phật Pháp thì nó sâu. Thì bắt đầu từ nay, quý vị cố gắng về học cái bài kinh 66. Thì tôi xin thưa, tôi hơi làm khó một chút, vì tôi biết rằng quý vị muốn giải thoát, thì tức là trong linh hồn, hay là ai là do thức, hay thức thứ 8, phải chứa đầy chủng tử Phật Pháp. Thì thời buổi bây giờ quý vị rất bận, nhưng mà tôi nói hay cái gì bền là được thôi. Quý vị có thể vân tập ngày một ít. Thành ra tôi mới photo cái quyển này ngắn gọn để quý vị có thể bỏ túi đem theo, rồi thỉnh thoảng móc ra, làm sao cho chủng tử Phật Pháp nó lấn chủng tử đời. Chủng tử đời là chủng tử thiện, chủng tử ác, rồi qua chủng tử thiện. Mà chủng tử thiện cũng chưa được nữa, chủng tử thiện có chiều hướng đi đến giải thoát, thì đó là chủng tử Phật Pháp. Chứ thiện mà đi về các cõi trời mà không Phật Pháp thì nó lại khác. Chúng ta học cho kỹ, không phải thiện là giải thoát đâu, mà không phải thiện là dính mắc đâu. Thiện mà có cái chiều hướng giải thoát. Thành ra chúng ta thấy trong kinh có cõi trời không có Phật Pháp, có cõi trời có Phật Pháp là do quý vị. Nếu quý vị mà tu tập chúng tử thiện để đừng dính mắc ở đó, đừng có hưởng thụ, quý vị mong cầu giải thoát thì cũng phải qua cái thiện thôi. Thành ra cái bài số 7 đó, đạo, khi đạo tri kiến thanh tịnh,
Với đạo tri kiến thanh tịnh thì phải để ý cho đó, mà tôi đã có giảng nhiều rồi. Nếu chúng ta muốn giải thoát, chúng ta cũng phải qua nhị thiền thôi, rồi từ đó mới nhận được bát nhã. Rồi muốn giảng sanh diệt cực lạc cũng phải nhị thiền thôi. Rồi quý vị phát bồ đề tâm, phát nguyện xin A Di Đà tiếp dẫn thì Ngài tiếp dẫn. Còn nếu chúng ta tạp niệm, dầu chúng ta lại Đức Phật cho tới xói đầu thì cũng không giảng sanh đâu. Có tạp niệm là vừa niệm Phật vừa nghĩ tùm lum hết thì không bao giờ giảng sanh. Thành ra tôi đã nói, mình muốn tu pháp môn nào cũng được, dầu thiền tông, dầu tịnh độ, dầu mật tông, dầu tu tiên, dầu tu ngoại đạo, dầu tu theo yoga, dầu đi làm phước, thì chúng ta thấy có nguyện 18, 19, 20 đấy. 18 là tu thình thuần niệm Phật, tịnh độ. 19 là tu tất cả pháp môn khác, trong đó có thiền tông, có mật tông, có tướng niệm xứ, có tu tiên, có tu yoga, vân vân. Mà nếu nhất niệm mà có phát nguyện, nhất niệm thì sanh về cõi trời thôi, ngoại đạo cũng về cõi trời thôi. Chúng ta thấy bên Nam Tông cũng có niệm Phật mà về cõi trời thôi. Còn ngoại đạo cũng có niệm Phật nhưng mà về cõi trời thôi. Nhưng mà khác một chút là cõi trời bên Nam Tông có Phật Pháp. Cõi trời nó nhiều cõi lắm, có cõi thì có Đức Phật, có kinh sách về Phật Pháp, có cõi không có. Chẳng hạn như ở quả địa cầu chúng ta, thì quý vị biết cõi nào mà là cõi trời không có Phật Pháp không? Đó là Thụy Sĩ. Cái nước Thụy Sĩ là cái nước xuống nhất ở trên thế giới. Hai lần đại chiến chưa có nước nào đánh nó hết. Tất cả thế giới đều bị đại chiến lung lay mà Thụy Sĩ chưa hề bị. Nhưng bên đó không có đạo Phật, chỉ có đạo Chúa, Tinh Lành, Thiên Chúa. Còn Phật Pháp không có. Bây giờ thì chắc có lẽ có, bây giờ tôi không rành, tôi học đó. Thì bên Thụy Sĩ là 6 tháng làm việc, 6 tháng ăn chơi. Cái trình độ văn hóa của cái nước nó rất là cao. Nghe nói là không có cảnh sát, không có nhà tù, chỉ có trường học với là nhà thương. Cuộc sống rất dễ dàng. Khi mà hai bên đánh nhau, thế giới chiến tranh rồi, sau khi cuộc chiến sắp xếp rồi, thì Thụy Sĩ đến để mà chở những người thương phế binh bất cứ nước nào về nước Thụy Sĩ trị hết bệnh rồi mới gửi trả về nước đó. Cái nước cao như vậy, trình độ rất cao. Người ta là cưỡng bách giáo dục. Một người thanh niên nam nữ bắt đầu sanh ra tới lớn là phải đại học, chứ không có thể nói lúc 12 nữa. Thì chúng ta thấy ở nước chúng ta bây giờ dốt rất nhiều. Bên đó là bất cứ một công dân nào thì chúng ta hiểu là cái cõi trời, nhưng mà không có Phật Pháp, nghĩa là không có giải thoát, chỉ có hưởng thụ thôi. Sống đời sống hưởng thụ rất là sung sướng. Thì chúng ta phải hiểu là cái thiện chưa hẳn là giải thoát, mà chưa hẳn là trói cột. Cái thiện mà có chiều hướng giải thoát thì chúng ta nhận được cái giải thoát. Thì chúng ta muốn dẫn sanh về cõi Phật cũng phải nhị thiền trở lên, kêu là định sanh hỷ lạc. Nhưng mà nếu không phát nguyện thì về cõi trời hưởng phước, tức là sung sướng an nhàn hạnh phúc của cõi trời. Còn nếu chúng ta thêm cái phát nguyện là chúng ta giảng sanh. Thành ra nắm được cái đó mà cái tịnh độ chúng ta nói thù thắng là ở chỗ đó. Còn nếu mà tu theo pháp môn tứ niệm xứ thiền tông thì tới nhị thiền người ta không có phát nguyện về cõi Phật, người ta làm sao qua nhập lưu, tức là nhận được bất tử. Mà nếu không nhị thiền không nhận bất tử được. Mà nhị thiền là phải có sự trăn trở, có sự thao thức, gặp thiện trí thức giúp đỡ thì người ta nhận được nhập lưu ngay trong cuộc sống này. Thì từ đó là giải thoát đầu tiên và giải thoát cuối cùng. Nhưng nó phải đòi hỏi điều kiện. Bởi vì nhập lưu là có quả thánh đầu tiên, mà từ người trời là cái nhất niệm mà đi qua cái vô niệm là rất khó khăn, rất là khó khăn. Do đó mà chúng ta coi trong kinh đó, Đức Phật mà sau khi nhận một vị xuất gia rồi, từ người trời mà đưa qua giải thoát là chỉ có Xá Lợi Phất thôi. Mấy vị
A-la-hán khác không đủ điều kiện để mà giúp đỡ, bởi vì cái quả nhập lưu rất là khó khăn. Chúng ta đi từ nhất niệm, từ tạp niệm qua nhất niệm thì có thể được, mà từ nhất niệm qua vô niệm là cả một vấn đề trăn trở, một vấn đề thao thức. Bởi vì cái vô niệm đó nó không có pháp môn, không có thầy, không có bổn sư, không có từ từ, không có lai rai, nghĩa là cái thế giới nó là phi không gian. Nó chỉ có cái nhận thức mà có đối tượng cũng được, không đối tượng cũng được, mà nó là cái vô lượng vô biên. Nó là cái phi điều kiện, mà từ cái điều kiện mà nhận cái phi điều kiện là khó nhận vô cùng. Từ tư tưởng đi qua tư tưởng thì dễ, mà tư tưởng đi cái phi tư tưởng là làm sao qua được. Chúng ta đã quen pháp môn rồi, đã quen cải sửa rồi, thì chúng ta phải hiểu là cái nhập lưu rất khó. Mà khi qua nhập lưu rồi mà đi ra láng thì dễ thôi, dễ thôi. Thì chúng ta nhận được cái bất tử rồi, cứ bất tử cho nó liên tục hoài, 1/24, 2/24, 3/24, 4/24 là xong. Gánh nặng đặt xuống, trường nay con đường đã chấm dứt. Thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu. Thành ra cô muốn nói là tất cả trong kinh Đạo Phật chú trọng về vấn đề giải thoát. Mà muốn giải thoát thì bây đầu ban đầu quý vị phải có điều kiện, tức là phải ít nhất tập trung mạnh kỹ lâu sâu tới nhị thiền. Còn nếu tam thiền thì tốt nữa, tới tứ thiền thì tốt nữa. Nhưng mà qua tứ không thì càng tốt nữa, nhưng mà không thể qua Đạo Phật. Vì sao? Vì cái cõi đó nó quá sung sướng, nó quá mơ màng. Cái cuộc sống nó rất là lâu, hàng tỷ tỷ tuổi, chúng ta kêu là hành khổ. Nó giống như là Bát Nhã, nó giống như là vô niệm. Thành ra không thể nhận được, tôi nói rằng hai cái ly nước đó. Thành ra Đức Phật đã khuyên là đi tới nhị thiền nên qua Bát Nhã, hoặc cùng lắm tam thiền, cùng lắm là tứ thiền. Từ đó là không nên qua đi, không nên qua tứ không. Chúng ta biết là tứ không thì cao hơn tứ thiền. Cái chỗ đó là cái chỗ khó khăn nhất mà gì phải suy gẫm. Thành ra tôi ở Đà Lạt đó, ông Thiện Khoa xuống hỏi cô Khánh Hồng, hỏi cái câu đó. Thì tôi thấy là quý vị bây giờ hỏi quý vị cũng trả lời không được, nó khó lắm. Cô hỏi là tại sao cõi trời phi tưởng mà lại sa đọa xuống súc sanh? Cái đó là chính sư nói mà trong kinh đã có. Phi tưởng mà thấy con cá nó đớp mồi, rồi cuối cùng là ông tức, ông chết, ông xa đọa xuống làm con chim phi ly. Chim phi ly là súc sanh, mà từ phi tưởng là tương tự tương đương Như Lai mà rớt xuống súc sanh. Tại sao vậy? Ông quý vị trả lời sao? Tư thiền nó cái phi tưởng nó còn cao hơn tứ thiền nữa. Tứ thiền là bất động địa, tam tai không đụng đến. Thủy, nước tràn ngập, lửa đốt không cháy, nước tràn ngập không được. Bão táp không làm động tới người tứ thiền, bất động. Mà bất động địa mà so với tưởng còn lâu. Bất động địa còn phải lên hư không vô biên. Hư không vô biên còn phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu mới lên được thức vô biên. Thức vô biên phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu mới được vô sở hữu xứ. Từ vô sự hữu xứ phải tập kinh mạnh kỹ lâu sau mới qua kia phi tưởng, phi tưởng. Thì chúng ta tả một cái vấn đề là cố gắng dữ lắm mà thế mà lại lọt xuống con chim phi ly, con súc sanh. Thì mấy cái gì đó, cái mấy cái vấn đề nó rất là hay, quý vị phải nghiền ngẫm tới lui. Và kinh xóa sáu trong 15 mạng chúng sanh thì quý vị thấy rõ thôi. Thì tất cả những vấn đề quý vị đều trả lời được hết. Còn không là quý vị sẽ bị những cái câu hỏi là làm quý vị thối chuyển trên con đường tu giải thoát của quý vị. Quý vị phải nhớ là trong kinh có nhiều cái Đức Phật không trả lời. Ngài chỉ đưa ra vấn đề thôi, đưa ra bài toán thôi. Rồi cái độc đáo của Ngài là đưa ra cái đáp số, một cái lời giải thích không có. Thì mình phải tự tìm lấy, nhưng mà Ngài có giải thích ở chỗ khác. Mình phải bị bỏm lội một nhiều chỗ, mình góp lại thì mình thấy nó sáng tỏ.
Thì cái bài kinh 66 của tôi đó là muốn chia ra nhiều chỗ, quý vị cứ ngồi trong đó, quý vị bì bõm, quý vị đáp lại, thì tất cả những cái vấn đề gì nó đều sáng tỏ hết. Đó là cái ý nghĩa tôi muốn nói. Rồi tới cái mặt na nãy cũng vậy. Mặt na lấy cái gì làm căn, lấy cái gì làm trần, lấy cái gì làm thức. Rồi không có người hỏi cũng như ông Trần hỏi hư không vô biên. Vậy hư không vô biên lấy cái gì làm căn, lấy cái gì làm trần, lấy cái gì làm thức, đã là hư không rồi. Cái nào cũng có căn trần thức. Vậy hư không vô biên lấy cái gì làm căn, làm trần, làm thức. Rồi cũng như hỏi có mặt na lấy cái gì làm căn, lấy cái gì làm trần, lấy cái gì làm thức. Mặt na có phù trần căn, có tỉnh sắc căn không? Thì vấn đề đó bài kinh 66 sẽ trả lời sáng tỏ hết. Nếu không là chúng ta không chạy. Thì ở đây tôi sẽ đại diện trả lời những cái đó. Thấy không? Nghĩa là làm cái chất liệu cho quý vị suy gẫm thôi. Chưa chắc là tôi trả lời đúng hay không. Thì có đó đối đạo Phật không thành vấn đề. Là cái chất liệu để mình suy gẫm và áp dụng vào trong cái cuộc sống của mình, ích lợi cho mình, ích lợi cho tất cả chúng sanh, thì cái đó là phải đúng thôi. Đạo Phật là đạo cuộc sống. Và trong kinh bây giờ nói sai cái cuộc sống này chúng ta cũng không tin, dù là Phật nói. Phật còn hiện tiền cũng vậy, mà gài giảng cái gì mà đem lại đau khổ cho mình, đau khổ cho tất cả, thì cái đó không phải là Phật. Thì chúng ta thấy đạo Phật, cái câu đó là cái câu của Đức Phật, cái dân Kalama gì đó, Đức Phật lại đó giáo hóa. Thì đã có gần 62 tôn giáo đến đó giảng rồi. Bây giờ tới Đức Phật. Rồi nói bây giờ cái ngày, cái giảng của Ngài phải đúng hay không? 62 tôn giáo đến đây giảng, ai cũng nói đạo mình là chính thống, là đúng đắn nhất. Mấy cái đạo kia là còn sơ hở lầm lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn đến giảng, con làm sao biết có đạo, có lời giảng Đức Thế Tôn là đúng hay không? Nó khác với ngoại đạo hết. Thì Đức Phật trả lời một câu rất là sáng tỏ. Chúng ta nên lấy cái đó để làm cái chất liệu mà nghe các pháp sư giảng bây giờ. Bây giờ cái pháp sư giảng rất nhiều, ngoại đạo cũng rất nhiều. Nào là tinh lành, nào thiên chúa, nào là khất sĩ, nào là bắc tông, nào là nam tông. Rồi cũng có nào là tịnh độ, nào là bát nhã, rồi nào là tứ niệm xứ, nào là mật tông, đủ hết. Giờ biết bao nhiêu người giảng mà nhiều khi cái câu giảng là nó mâu thuẫn nhau. Rồi mình làm sao? Thành ra Đức Phật trả lời rất hay. Thì các con hãy coi người nào nói thì mấy con đừng tin. Dầu đó là Phật nói, dầu đó là người xưa nói, dầu đó là cái truyền thống, dầu đó là các bậc đạo sư, dầu là ai nói cũng vậy. Các con đừng nên theo mà cũng đừng nên bỏ. Mà các con áp dụng vào trong đời sống của các con, mà đem lại hạnh phúc cho mình và cho tất cả, thì cái đó là đúng. Thì không phải thực hành theo. Thì bây giờ tôi cũng lấy cái câu đó, rồi tôi làm cái chất liệu để quý vị lấy cái bài kinh 66 này, rồi tôi giải thích quý vị về làm cái chất liệu có áp dụng vào trong cuộc sống của mình, có đem lại hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho mọi người hay không. Cũng như vấn đề thiện ác cũng vậy. Như tôi có giải đó là biết như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Cha quan trọng hay chồng quan trọng? Rồi sau khi giải thích là cha quan trọng hơn, chồng không quan trọng bằng, thì Khổng Tử mới hỏi gì cho bà lão hay quá. Bây giờ nếu vua đó là trung, là hôn quân vô đạo, thì bà lão trả lời sao? Thành ra giữa vua, giữa cha, giữa chồng ai quan trọng? Rồi giữa vợ, giữa con nữa, rồi ai quan trọng đấy? Thì chúng ta thấy là nó rối lắm. Thành ra Đức Phật cũng đã trả lời từ xưa mà chúng ta không để ý. Tức là giới luật. Cái giới luật mà đem lại hạnh phúc cho mình, hạnh phúc người khác, thì cái giới này là đúng. Không sát sanh mà còn phải phóng sanh. Thì nếu sát sanh là đau khổ cho mình, đau khổ tất cả, thì cái đó là không đúng. Mà phóng sanh đó là đem lại hạnh phúc cho người khác, hạnh phúc cho mình, thì cái này là đúng. Bây giờ áp dụng vào trong cuộc sống, quý vị thấy cái nào thiện, cái nào ác, quý vị biết liền. Chứ đâu có phải là phải lựa chọn, phải theo Khổng Tử hay theo Đức Phật hay theo cái nào cả. Thành ra hồi đó tôi đi lúc 12 có cái câu hỏi của bài luận đó. Người ta nói là dĩ ác báo giáo quán, còn Khổng Tử nó dĩ trực báo quán, còn Lão Tử dĩ ân báo quán, Đức Phật dĩ đức báo quán, thì cái nào đúng?
mà thấy mà khó lửa. Hồi đó thì cái đủ giữ mà dĩ trực bá quán tôi không mới rành. Sau này xuất gia tôi nghiền ngẫm tôi mới hiểu. Còn dĩ đức bá quán của Đức Phật là cái gì cũng khó. Dĩ ân bá quán thì dễ, dĩ quán bá quán thì mình dễ hiểu thôi. Thành ra mình thấy ở ngoài đời có nhiều cái nó rắc rối. Mà nếu mình không tu theo đạo Phật thì mình chớ giới. Mà chớ giới thì mình luôn ngồi sinh tử. Bởi vì mình tạo nghiệp là do mình mê mờ. Mê mờ là vô minh, là si mê. Thành ra cái dòng lẫn quẩn nó si mê thì mới tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp rồi thì sanh cái khổ đó là phiền não. Mà phiền não thì lại tạo nghiệp thêm. Mà tạo nghiệp thì lọt vào trong cái vô minh. Mà cái vô minh thì sanh ra phiền não. Cái dòng phiền não, phiền lẫn quẩn đó chúng ta đã nhớ là vô minh. Nghiệp tức là tham đấy, rồi phiền não là sân. Ba cái tham sân si này lòng vòng ở Đức Phật giảng nhiều cách. Nếu chúng ta không nắm được là chúng ta chết. Tôi nắm được thôi dễ dàng thôi. Dễ dàng thôi. Thành ra ba cái bài đó mà đi vào bài giảng này chúng ta thấy là có một rồi. Nếu chúng ta nắm được cái gốc rồi thì mấy cái đó trả lời dễ dàng. Mà trả lời phải nhất trí nha. Trả lời cái bài này khác mà cái bài này hai cái nó mâu thuẫn thì nó kẹt. Thì tôi xin thưa bấy nhiêu đó để quý vị làm về cái chất liệu và bài học bài kinh 66. Rồi chúng ta còn giảng dài dài nữa, có lẽ kỳ tới thêm một lần về ba cái câu chuyện đó, để tôi kêu thêm một số, còn một số gạo cội nữa, một số khá nữa để quý vị nghe. Rồi mấy người nào mới đó có thể thích vị nào đó thì có thể lựa cái đó để học hỏi thêm. Thì cái tôi ý kiến thôi, học mà đông quá trên 10 vị là quý vị không tiến được đâu. Học thì phải có một sự trao đổi, tức là một sự pháp bàn. Mình hỏi người giảng sẽ hỏi lại mình. Thì tất nhiên là từ đó không có giấy tờ. Thì ở nhà mình phải coi Phật Pháp cho nhiều, là có một số vốn chất liệu. Chỉ có người hỏi tôi Phật Pháp cho nhiều số vốn chất liệu trong ai lại do nó mất công sư. Cái này là chưa hiểu sao. Tôi hiểu và duy thức tôi mới bắt người trả bài. Tôi không phải ác đâu, tôi không phải khó đâu. Mà cái thật tâm của tôi đó là tôi muốn tất cả đều thành Phật hết. Mà muốn thành Phật thì ai lại ra phải có chủng tử Phật, tức là chủng tử thiện mà có chiều hướng giải thoát. Thì đó là Phật. Chủng tử thiện không là không được. Cũng như ông Bồ Đạt Ma là bác cái cốn trên người trời. Thành ở đây có quý vị làm phước không là tôi thường không chấp nhận. Làm phước là các bạn đạp để qua trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Là nghe Pháp, là có cái sự hiểu biết. Sự hiểu biết này là nằm ở trong A Lại Gia, không bao giờ mất. Trừ trường hợp quý vị làm ác, quý vị nghe tôi giảng hoài quý vị không có một cái sáng tạo. Tôi nói trong A Lại Gia mình đủ chủng tử thiện ác vô ký và nếu quý vị quân tập chủng tử thiện niệm Phật vô đó rồi thì chủng tử ác nó tiêu diệt. Mà quý vị bền bỉ quý vị quân tập hoài thì nó chủng tử niệm Phật vô đó nhiều rồi thì tức khi nó tiêu diệt chúng tôi kế lại. Có tôi giảng mấy lần rồi. Mà nếu quý vị làm thiện liên tục thì không bao giờ chủng tử nào mất. Chúng ta thấy duyên án triệu thố mà thù nhau vậy. Chính kiếp. Mà cái kiếp sống của chúng ta là cả trăm tuổi, tức là 800-900 năm mà vẫn còn theo đuổi để mà trả thù. Mà là hai người bạn chí cốt đấy, thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Tới chừng trả thù được rồi đó thì mới chịu đi. Mà ông kia giữ giới rất là thanh tịnh, bởi vì muốn vô phá người ta đó là người ta phải có cái tạp niệm. Bởi vì ma quỷ mà nó phá quý vị là quý vị giống như ma quỷ. Ma nó bắt mặt, nó mắt là nó coi mặt người ta. Mấy người giữ giới kỹ là không bao giờ ma quỷ vô được. Thì ông này ông biết sai, ông giữ giới chín kiếp, ông giữ rất kỹ. Mà cuối cùng cái kiếp thứ 9 thì có một niệm là ham cái tòa trầm hương do ông sư, ông vua mà lớn nhất của chín nước. Thì cuộc đời đâu có ai mà cao như vậy, mà ngực khởi lên một chút xíu là ông kia ông vô liền. Thành ra chúng ta thấy là chúng tử chúng ta học là không bao giờ mất. Mất chỉ khi nào chúng ta làm ác, còn chúng ta làm thiện đó thì ngàn kiếp bây giờ nó vẫn còn.
Thôi tôi nhắc vậy để quý vị cố gắng trên con đường giải thoát của mình, thì làm sao cố gắng học bài kinh 66. Mặc dầu thời buổi này thì quý vị rất ít thời giờ, tôi vẫn biết, nhưng mà tôi làm bộ tôi làm khó thôi, chứ tôi biết quý vị bây giờ chỉ có xuất gia như là các sư trong này thì mai ra có thời giờ rảnh, bên chùa cũng kẹt đó, thì còn làm ăn còn đủ thứ hết, còn kiếm tiền ở đây là không cần kiếm tiền, có cái bát đi xin thôi. Thì quý vị mặc dầu thời giờ rất ít mà tôi không hù đó, thì quý vị không chịu sắp xếp đâu. Tôi năn nỉ 15 phút cũng được, nửa tiếng một ngày cũng được, nhưng mà phải coi kinh, coi sách vở, phải niệm Phật, tích lũy, tích thiểu thành đa. Làm hoài thì quý vị sẽ có một số vốn lớn, rồi nhờ cái hiểu biết quý vị đó, cái hoàn cảnh quý vị sẽ thay đổi thôi. Có người thông minh khôn ngoan đó thì chư thiên sẽ ủng hộ, Đức Quan Âm sẽ ủng hộ mình, tạo cái điều kiện cho mình càng ngày càng lên. Nếu mình sống tiện thì tất nhiên phải chiêu cảm tiện, chứ làm sao chiêu cảm ác được. Còn mình cứ đổ thừa hoàn cảnh hoài thì ở cái ngu si, thì chính cái ngu si này kéo những cái chủng tử ngu si đến với mình. Thành ra anh nói là, anh khỏi nói anh là người thế nào, mà tôi thấy mấy người nhậu đến nhà anh tôi kết luận là anh là người nhậu. Mà bạn bè anh toàn là người cờ bạc, tôi nói anh là người cờ bạc. Mà bạn bè anh toàn là Phật tử, không là những người giữ giới không tu không, thì tôi nói anh là người Phật tử. Ta có những người cái cuộc sống chung quanh là ta biết mình là người như thế nào. Vậy thì quý vị tạo cái điều kiện thiện thuận tượng cho mình, thì mình sẽ đưa mình lên, thì những cái chiêu cảm, những cái tốt phước báo sẽ đến với mình. Vậy thì thôi, trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng cầu chúc cho Phật tử cũng như toàn thể pháp giới của chúng ta đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.